Rồi đứng lên mẹ sẽ tóc nha. Đứng lên. Đúng rồi, giỏi lắm. Xin chào cô chú chưa? Cô chú ơi. Con xếp tóc đẹp chưa? Bây giờ mẹ chạy tóc cho con nha. Rồi, chạy đầu đi, tự chạy đầu đi. Đúng rồi. Chạy đi con. Đây, 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 chạy nè, nhìn vô kiến nè, nhìn vô kiến nha. Nhìn vô đây nè, nhìn vô đây mẹ chạy đầu cho nè. Đây mẹ chạy trước, con chạy sau. Đây nè, chạy đi, mệt quá. Rồi, dịnh cho, chảy đi. Đúng rồi. Chảy sao? Chảy tay nè. Chảy đây nè, không phải về nè. Đó, còn chảy xuống. Chảy xuống, chảy xuống, chảy xuống. Chảy đi. À, nhìn vô kiến nha, nhìn vô kiến chảy mới biết tóc mình đẹp hay xấu nha. Để qua cho cô chú coi, đang đứng nè. Nhìn vô kiến này, đúng rồi, phải nhìn vô kiến đó, đúng rồi. Mẹ lấy cái camera đi thì con phải nhìn vô cái kiến đó. Đó, nó nhìn vô kiến đó, nó chảy đầu với cô chú. Nhìn vô kiến đi con. Đó. Có cái, bây giờ nó leo trèo dữ lắm cô chú ơi. Đến chút nữa thỉnh rảnh quay cho cô chú coi nó leo lên cái ghế. Nó leo ghê lắm. Gì nó cũng leo được. Chơi dậy chơi ăn sáng rồi. Bây giờ ăn, chơi ăn uống tắm rửa sao. Xong rồi cô chú bây giờ chuẩn bị là chơi chơi chút cái quất bình sữa cái đi ngủ. Một ngày của chay thì có như vậy thôi đó cô chú. Đơn giản thôi, chay đi ngủ rồi mẹ cũng đi ngủ luôn. Tranh thủ chay đi ngủ, mẹ đi ngủ rồi. Tối nay là sáng nay chay thức dậy sớm quá. Sáng nay mới có 7 giờ chay thức dậy rồi. Chay làm mẹ thôi thức dậy luôn. Hiện tại bây giờ là 10 giờ. 10 giờ sáng, thường thường 9 giờ mấy nó mới dậy mà giờ tới mà vào sáng nay 7 giờ nó dậy rồi. Hồi lắm không biết giờ nào mà ngủ với nó luôn, không phải giỡn đâu nha. Đó, rồi nhìn vô kiến chảy đầu đi. Rồi con chảy đầu cho cô chú hả? Đó, nó chảy đầu cho cô chú đó. Trời ơi, đẹp quá, chảy đầu gì mà đẹp dữ vậy ta. Đó, trời đất ơi, chảy đầu đẹp chưa? Chảy đầu đẹp dã man chưa? Mùa thu thấy lá. Rồi thôi xong đi, xong đi. Rồi. Đi xuống, đi xuống. Tới mẹ chải, tới mẹ chải chứ, tới mẹ chải chứ. Tới mẹ chải. Đây nè, ủa sao cái đầu té gì mà để cho cái bờ bầm đây đây. Đây nè, thôi thử thử nhìn lên cô chú coi cô chú có thấy mũ dây vàng không? Hả? Cái này tại vô cái video clip vậy chứ không, ngoài cái mũi nó không có vàng đâu mọi người. Cái mũi mình á thì lúc nào cái màu của nó cũng sẽ đậm hơn cái màu khác, nhưng mà tại do mặt cái da mặt của nó trắng quá, nhưng mà ở ngoài là thấy khuôn mặt nó tổng hợp là không cái mũi không có vàng. Con ghê ghê nó đang chạy đó con, để ghê ghê hút bụi nha. Chạy ra ghê ghê đi, đi ra kiếm ghê ghê đi. Đi xuống kiếm ghê ghê, đi xuống kiếm ghê ghê, đi ra chọc ghê ghê chơi đi. Ghê ghê hút bụi ghê đi. Đi không? Đi xuống, đi xuống chọc ghê ghê đi. Đi con. Xuống chọc ghê ghê đi, về chơi chút rồi mẹ phải sửa uống đi ngủ. Tới giờ rồi. Đừng mà.
Baby shark, do 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 do. Mommy shark, do 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 do. Daddy shark. Baby shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Baby Jay, do 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 do. Ruck ruck wang. Baby Jay, so so good. À rồi đi kiếm ghê đâu? Đi ghê đâu? Pikachu. Giờ 10 giờ sáng rồi kìa cô chú thấy chưa? Giờ 10 giờ sáng. Cô nói rồi. À hát rồi để mày lấy. Đây hát rồi hát đi. Now it's your turn. Turn on the microphone and sing along. Now turn on your microphone and sing along đi. Bữa nay mặc cái váy này nên mà lắc đít là thấy rõ lắm. Hát đi. Come on and sing along. Wow. Thôi mẹ hát hả? Rồi. Hát nữa hả? Hát nữa hả? Sing along with Jay. Hát bài gì? Muốn mày hát bài gì? Em cây cây của mẹ em ơi, Suzuki của mẹ em ơi. Thôi con hát đi, mệt mệt quá. Để nó quay phim. Con hát bài gì, hát cho mẹ nghe bài coi. Hát đi. Select your favorite instrument to play. Đây nè cô chú ơi, em tắm xong là em phải sức lotion nha cô chú. Xăng tay lên, nhớ sức lên mặt nữa nha, cái mặt rất là khô nha. Nè, sức lotion sao, để này mẹ cho. Rồi, sức đi. Sức lotion này, sức lên mặt luôn, sức lên tay, sức lên mặt luôn. Miếng nữa ha, cho miếng nữa ha, rồi. Rồi, sức đây. Sức lên mặt luôn, sức lên mặt nè. Hai mặt nè, sức lên. Mẹ nói sao không nghe, sức lên mặt luôn. Nó ghét đụng vô cái mặt đó lắm chứ không gì. Đây, mày sức cho mày sức cho mặt miếng này, cái mặt khô quá. Mũi nữa nè, sức cái mũi nữa nè. Nè, cho miếng lotion nữa nè. Sức đi. Đó. Con sức mặt mẹ đi, sức mặt mẹ miếng đi, sức mặt mẹ miếng. Ôi trời ơi, giỏi quá. Sức chán luôn nha con, sức đầy đủ hết nha. Gì? Giờ mới. Đó, đây. Ai gõ cửa? Rồi bây giờ con đi ngủ nha. Nha, về ngủ ha. Rồi đó, giờ muốn đi ngủ rồi cô chú ơi. Bây giờ mẹ bồng con qua bên kia con ngủ nha. Rồi đi ngủ. À, mẹ bồng đi ngủ nha. Ngủ xong rồi kêu dậy chơi với mẹ nha. Nha con yêu nha. À, em gấu của con nè, em ôm con, em gấu của con đi. Đúng giờ ngủ ngoan cho cô chú coi nha. Sắp mền vô cho ấm nha con nha. Trời ba. Chúc nó dậy gặp nhau nha. Bye bye.
Thank you.
Hi, Jerry. Hi. Con ngủ có ngon không? Hả? Con ngủ có ngon không? Trời đất ơi. Đứng lại. Mở bồng ra nha. Hai. Mẹ bồng công chúa đâu còn chấp dối cho nha. À, chị chào cô chú đi. Thôi mẹ bồng, trừ trừ. Trừ trừ cho mẹ bồng nha mà. Lên năm vú qua đi. Năm vú qua đi, đúng rồi. Rồi bỏ chảnh ha. Bỏ chảnh ha. Hôm mốt giờ nào mình cần mình xài tiếp nha. Rồi rồi, trời ơi giỏi quá. Đó, cứ kìa. Cái cô chú của em bỏ nấm vú. Giỏi quá, mẹ kêu bỏ nấm vú ra là bỏ gì. Cái hình đẹp. Mẹ biết cái hình đẹp. Hôn mẹ miếng. Chú Chiến. Hôn mẹ miếng. Mẹ nè. Thảo. Con Thảo. Hôn mẹ miếng đi. Hôn mẹ miếng đi. Trời. Tự nhiên mẹ kêu hôn mẹ cái đi. Hôn em gấu. Nó ôi trùng má. Làm sao? Cá hả? Con nói cho cá ăn hả? Đây đây mày đặt máy xuống rồi cho cá ăn nha. Con muốn cho cá ăn hả? Nè mày đổ cái này cho con cho. Rồi. Nè con cầm đổ vô cho cá ăn đi. Đổ vô. Đổ vô đi con. Đổ vô. Rồi. Yeah. Vỗ tay. Vỗ tay đi. Thôi cho ăn nhiều đó đủ rồi. Thôi cho ăn nhiều đó đủ rồi. Đó, tao đập cho một đập. Đừng giỡn mặt nha. Nha. Nó chảo không à. Thôi. Mới u đậy hả? Mới u đậy tự nhiên cho cá ăn. Riêng quá tự nhiên u đậy được cho cá ăn. Cho ăn vô đó đủ rồi. Ô trùng má. Ô trời ơi thảo. Mày xuống, làm sao? Đi đâu chỉ mẹ coi, đi đâu? Trời ơi, có đầu tóc kìa, đầu tóc u quả kìa. Đầu tóc u quả ơi, u quả. Cô chú coi cô bé đầu sụ tóc rối nè. Đó, xuống đi. Cô bé đầu sụ tóc rối, xuống đi. Rồi, đi đi. Đi đâu? Vô đó phá đó. Vô trong nằm xuống rồi. Nè giờ nó có cái mặt cái tuồng kỳ lắm. Chui xuống cái ghế này tự nhiên nằm xuống vậy đó. Sao nữa? Vậy hả? Đừng có đứng lên nha. Chui ra. Ôi trời. Trời ơi cái đầu tóc rót quá kìa. Đầu tóc dối bời quá kìa. Đồ chơi con đâu hết rồi. Hả? À? Nhón rồi kìa, con nhón chân kìa. Đó, con thấy mẹ dọn dẹp đồ chơi con không? Con thấy mẹ dọn dẹp đồ chơi con không? Con chơi muốn cái đó hả? Mẹ nói xạo chứ không phải mẹ dọn. Nãy ba đi về ba dọn đó.
Để ba đi về, ba nói để ba giúp mẹ dọn 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 dẹp một chút đó. Ngựa hả? Đó, hồi đó học bài xuống đây thì không chơi. Giờ cái cất lên đây cái đồi. Nè lên đây. Đó, bây giờ là chay sẽ dọn dọn lần thứ hai nha. Rồi, rồi con nó nữa hả? Bỏ xuống đây chứ đâu có chơi. Chuẩn bị giờ cho tới khi ba về là cái này thành bãi chiến trường nữa nè. Đó. À, giờ bỏ qua chơi khác đi đâu. Cám em hả? Ờ cám em đi con. Chịu không nổi vậy. Gì? Lên đây. Trái banh hả? À? Ê, 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 đâu? Không được ngậm dây này. Nè nè, chí xa, chí xa nè. Nè, chí xa, chí xa. Rồi, dọn cái chơi đi. Rồi nhảy vô luôn. Ờ nhảy vô luôn cho đỡ cho đỡ bài. Ngồi vô trong đó cái con thích cái gì con ngồi con đấy chơi. À, thấy chưa? Chú thấy chưa? Nè bây giờ thôi. Chay ngủ dậy thì tại bây giờ 2 giờ chiều rồi cô chú ơi. À. Khoái chơi vậy đó. Đây nè cô chú ơi, cho cô chú coi cái này gì nè. Cô chú nào có con ở Việt Nam chắc biết cái này là men men tiêu hóa. Từ từ rồi uống đi, chị uống đi. À. Uống lên ngon, uống lên chút lên, chút lên. Uống lên. Ngon không? Cô Trung đổ hết kìa. Có chút xíu mà con đổ hết rồi sao? Ngon không? Ngon. Uống hết đi con. Rồi, uống hết đi nha, không có làm đổ nha. Cắn chi vậy? Sao nước ra? Uống ơi luôn, đúng rồi, giỏi quá. Uống mà còn đứng mà còn lắc ngông lắc hết rồi nó mệt. Đây còn nữa, uống nghe đừng làm đổ nghe. Chút xí à, chổng lên, đúng rồi. Good job, chị đi. Uống vô con, còn chút xíu. Ui cha ơi, rồi. Chưa, chưa hết, chưa hết. Đưa đây, 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 nè, hả miệng ra, mày đưa vô nè. Hả miệng ra, hả miệng ra. Rồi xong rồi. Thôi cái đó là kem đánh răng làm là uống làm gì? Cái đánh răng uống được đâu, giỏi quá. Hai cô chú ơi, mẹ vừa mới thay đồ cho em. Bây giờ em đang ăn cơm chung với lại nước tương, chung với lại cá hồi. À, em cô chú thấy em ăn ngoan chưa? Em vừa múc và vừa bóc nữa đó. Chị ơi, đi đâu ạ? Đi đâu á? Đi đâu á? Tự nhiên mẹ kêu chị ơi, cái là chạy đâu ạ? À? Trời trời trời, đi vô trống chi? Vô trống chi ạ? Tự nhiên
Tự nhiên cái đang kêu chạy ơi, cái đi chạy điên vòng à. Thằng mười mẫu à? Làm mười mẫu biểu diễn thời tang hả? À, người mẫu thời tang của mẹ đó cô chú. Giỏi quá. Ăn đi con. Ăn chục. Ôi còn có mấy hộp nữa hết rồi nè. Rồi làm gì? Giờ làm gì? Rồi đây 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 mẹ cầm cho rồi. Rồi giờ làm gì? Bắt cái khác coi hay gì? Kéo gần lại hả? Đâu được. Mẹ tưởng con bắt cái khác thì có thể được chứ tại sao kéo gần lại được? À, chúng ta coi nó đó, múa nó vừa coi nó vừa múa. nó biết thổi đèn cầy là do có iPad đó cô chú. Ta thấy người ta thổi bánh sinh nhật thì nó biết đừng thổi chứ mình sao mình đâu có sinh nhật gì nhiều đâu nên là mình đâu có dạy nó thổi được. À, cô chú em đó thổi trời ơi. À, múa theo đó đó đứng nhúng nè trời ơi đứng à đó quá sức không. Trời ơi, đó, go round and round đó, the wheel on the bus, go round and round đó, thấy chưa? Thấy chưa? À. Bánh xe của xe bus thì chạy vòng tròn vậy đó cô chú. À, cái bài hát đó có nghĩa là vậy đó. Ai à? À, cái đó chú hàng xóm chứ ai đâu nhìn, không phải ba. Cái đó hàng xóm. Nó thấy người đàn ông, dưới này nó thấy một mấy cái người kia đang chạy đi bộ ở ngoài. Ừ. Thôi kệ đi con ơi, đi vô ăn cơm đi. Mình đi vô mình ăn cơm đi con. Rồi, rồi bây giờ con làm cho mẹ coi the wheel on the bus go round and round sao? The wheel on the bus go round and round. Round and round đi. Dữ chưa? Giỏi lắm á cô chú ơi. Đây là cái chân nhỏ nhắn xinh xắn nè. Đi vòng tròn đó. Đây đưa mẹ muỗng. Bỏ bàn đi. Bỏ anh bàn đi. Đi đâu á? Rồi. Con đi đâu hả? Tự nhiên thấy tự nhiên chạy vô đó nữa. Rồi 1, 2, 3 bước ra. Yeah. Rồi 1, 2, 3 bước ra. Ôi thôi đừng. Đang ăn đừng có vô đây. Đi. Chay à, chay con làm dơ cái muỗng một chút nó ăn là mày phải lấy cái muỗng khác nữa đó. Đi đây. Đưa mẹ cầm muỗng cho, đưa đây đưa cái muỗng đây. Đưa muỗng mẹ. Đang tự nhiên. Đây, ý, đừng dơ. Đi. Gì đứng hình một phút rồi. The wheel on the bus go round and round. Đó thường mà nó mà thường mà Ngọc đang làm việc mà nó chạy vô đây á, mà cái nó đứng ở trong cái góc đó. Ngọc đâu biết nó đang kêu chay ơi, chay ơi. Là bắt đầu nó đứng im, nó không nhúc nhích nha. Mình cũng đi kiếm nó thấy bà mình luôn mà đứng trống á. Nó chơi vậy đó. Thôi ăn lẹ đi mày tắt iPad nè. Nãy giờ lâu quá rồi. Để cho nó tự ăn lâu gần chết luôn à. Rồi thôi xong chưa mày chào tạm biệt cô chú nha. Chào tạm biệt cô chú đi chay. Này chay nhìn như đây chay, chào tạm biệt cô chú đi, bye bye. Ù qua cô chú đi con. Này này con nhìn thẳng vô đây cái mày coi nè chay, nhìn thẳng vô đây nè chay nhìn vô đây chào tạm biệt cô chú đi.
Cận cảnh em. Chơi, nhìn mẹ cái coi. 1, 2, 3. Yeah. Nữa rồi, chạy vô nữa. Lên chống ngồi hả? Rồi thôi, vô chống ngồi đi. Mẹ tắt iPad nha. Rồi, vô chống ngồi chơi rồi. Bye bye cô chú đi. Mẹ làm clip cho cô chú đi, chiều nay mẹ đăng lên cho cô chú nè. Chúc cô chú một ngày thật là vui vẻ nha. Chay. Đây nè, chay. Đây nè, mẹ có đây. Mẹ nè, đứng lên. Con nhìn vô đây các mẹ coi. Đó. Rồi thôi chơi đi.